trình Tần Số Tình Yêu. Tần Số Tình Yêu tuần này là những gương mặt khả ái với những lời chia sẻ chân thành. Em bị cắm sừng ấy, em khó mà tin tưởng lại một lần nữa. Em cần một người để chia sẻ. Rồi ta người yêu em. Liệu những mảnh ghép còn dang dở khi gặp được nhau? Năm người sẽ có một người đến đây không phải vì tình yêu nha. Chọn tình yêu hay phần thưởng? Tình yêu hay là vì tiền thưởng? Đón xem tập 2 Tần Số Tình Yêu mùa 3 phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 12 tháng 3 trên kênh HTV7.